Hải Linh. Tớ là Tết Nhung. Mình là Lan Anh. Và tớ là Minh Hoàng. Chúng mình đến từ tập thể lớp 7A trường Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích là một ngôi trường có bề dày thành tích về học tập, là lá cờ đầu trong phong trào giáo dục của huyện Tam Nông. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Các bạn học sinh trường mình đều rất ham mê đọc sách. Phong trào đọc sách luôn được các bạn nhiệt tình hưởng ứng với nhiều hình thức đa dạng. Đọc sách trên thư viện trường, thư viện lớp, đọc sách online, ebook v.v. Hôm nay đến với cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách tỉnh Phú Thọ năm 2021 với chủ đề là Vinh quang Tổ quốc Việt Nam. Chúng mình sẽ thực hiện một chuyến du hành đặc biệt, chuyến du hành qua những trang sách. Và cuốn sách chúng mình muốn giới thiệu hôm nay là cuốn Vì một Việt Nam cất cánh. Hãy du hành cùng chúng mình, các bạn sẽ có một cuộc trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và thú vị. Chắc chắn rằng khi tiếp cận với cuốn sách này, bao ước mơ, hoài bão của các bạn sẽ được khơi nguồn, cất cánh, bay cao bay xa cùng đất nước Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển. Các bạn đã từng biết đến chương trình Cất cánh trên VTV1 rồi chứ? Đây là chương trình truyền hình trực tuyến, gặp gỡ những vị khách mời. Họ mang đến những câu chuyện giàu tính nhân văn, gợi mở những cảm hứng lớn lao, ý tưởng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, trở thành nguồn động lực cho nhiều sự thay đổi. Cuốn sách Vì một Việt Nam cất cánh là sự tổng hợp những câu chuyện rất ấm áp, đời thường nhưng có khả năng truyền cho bạn đọc một nguồn cảm hứng bất tận về những con người bình thường nhưng đã sống một cuộc đời phi thường. 11 chủ đề, 44 câu chuyện được gửi tới công chúng đều đặn hàng tháng. Tháng 12 này, tất cả sẽ được nhìn lại trong gala Vì một Việt Nam cất cánh. Tập 2 của ấn phẩm truyền thông đặc biệt Vì một Việt Nam cất cánh cũng sẽ được gửi tới công chúng. Độc giả, khán giả sẽ được gặp lại những người quen, những người từ cất cánh đã viết nên một năm 2020 của người Việt kiên cường. Kính mời quý vị đón xem gala Vì một Việt Nam cất cánh truyền hình trực tiếp 20:10 thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020 trên kênh VTV1. Cuốn sách là tác phẩm xuất sắc của Đài truyền hình Việt Nam. Tác giả chính là các diễn giả của chương trình Cất cánh. Sách được in trên khổ 16x24cm tại công ty cổ phần in Bắc Sơn do nhà xuất bản Hà Nội in và lưu chiểu tháng 12 năm 2020. Sách được in màu bìa cứng rất ấn tượng. Ngay ở trang bìa, bên cạnh dòng tên sách là chân dung của các diễn giả tiêu biểu, những người đã viết nên những trang sách vô cùng ý nghĩa từ chính cuộc đời mình. Cuốn Vì một Việt Nam cất cánh gồm 247 trang được chia làm 3 phần lớn. Phần 1, Vượt bão. Phần 2, Cánh cửa mở rộng. Phần 3, Những lời nhắn 2020. Mỗi phần lại được chia thành các chủ đề khác nhau, gắn với những câu chuyện thú vị và cảm động về những con người lạc quan, tràn đầy niềm tin, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Những con người sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, khắc phục khó khăn, vượt qua chính mình, dấn thân vì những lý tưởng cao đẹp. Ở phần đầu Vượt bão, sách giúp cho người đọc có một cái nhìn toàn cảnh về những điều khủng khiếp liên tục ập đến với dân tộc Việt Nam. Đó là trận lũ lịch sử miền Trung, là đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội. Điểm tựa trong cơn bão là những con người bình dị. Quang mình vào cơn bão là những bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch như bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, bác sĩ Trần Anh Tú, Cán bộ Viện Dịch tễ Trung ương. Qua câu chuyện được kể từ chính những người trong cuộc, chúng ta mới thấy được sự hy sinh cao cả, những đóng góp lớn lao của những người bác sĩ áo trắng trong cuộc chiến chống giặc Covid-19. Chính họ đã viết nên những trang đời thật tuyệt đẹp, họ chính là những cánh chim, những bông hoa trong bão. Như bà Đỗ Thủy Dương, người sáng lập và điều hành công ty cổ phần hội tụ nhân tài Challenge Pool, bà là một doanh nhân và cũng là một người mẹ. Vậy bà đã chọn giải pháp nào để tồn tại và phát triển? Câu trả lời sẽ có trong phần 1 của cuốn sách này. Đó còn là câu chuyện của nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Khắc Hưng, người sáng tác nhanh COVID kết hợp với vũ điệu rửa tay được nhiều nước trên thế giới ngợi khen, để rồi nhạc phẩm nhanh chóng lan truyền và trở nên ấn tượng cho cuộc chiến chống SARS-CoV-2. Mình đã rất xúc động khi đọc câu chuyện của đoàn trưởng đoàn bay 919 của hãng hàng không Việt Nam Airlines, người phi công đã cùng đồng đội của mình thực hiện các chuyến bay chở gần 20.000 người con Việt Nam trở về với Tổ quốc giữa giai đoạn dịch bệnh bùng phát dữ dội. Và còn biết bao nhiêu câu chuyện gắn với những con người sẵn sàng hy sinh vì đất nước, vì dân tộc mà các bạn sẽ được biết đến trong cuốn sách này. Phần 2 của cuốn sách Cánh cửa mở rộng đã đặt người đọc đến những lựa chọn khác nhau của cuộc sống. Bạn sẽ tự tin để nhận ra và nắm bắt những cơ hội quý báu trong cuộc đời mình.
câu chuyện của nhạc sĩ piano Trang Trịnh sẽ giúp ta phần nào thấy được chính sức mạnh diệu kỳ của niềm đam mê đã giúp cô thành công trong lĩnh vực âm nhạc. Cô thực sự là một người truyền cảm hứng âm nhạc đến trái tim mọi người. Mình cũng rất thích câu chuyện về sự khởi đầu đầy hy vọng và trong veo của em Bùi Mai Khuê, người giành giải xuất sắc hạng mục tiểu học cuộc thi sáng tác truyện trẻ em Đóa Hoa Đồng Thoại năm 2019. Thế giới thay đổi và chúng ta cũng vậy. Mỗi câu chuyện mà các diễn giả mang đến trong cuốn sách không chỉ chạm đến trái tim người đọc mà nó còn tạo ra một nguồn động lực mạnh mẽ giúp ta vươn lên, tỏa sáng ngay trong chính cuộc sống đời thường. Mình muốn bật mí cho các bạn về một điều rất đặc biệt nữa trong cuốn sách này. Đó là ở phần 3, với tựa đề Những Lời Nhắn 2020, bên cạnh các câu chuyện của các diễn giả như nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Bách về sự chia sẻ hy sinh, hay giáo sư Trương Nguyện Thành về những điều chúng ta có thể, các bạn sẽ được biết đến với câu chuyện Từ Vườn Chuối Tôi Nhìn Ra Thế Giới của cô giáo người dân tộc Mường, Hà Ánh Phượng, người con đất tổ đã được vinh danh một trong 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu năm 2020. Để rồi bạn cũng như chúng mình thảng thốt nhận ra, dù bạn ở đâu, vùng đất đó có khó khăn đến nhường nào, nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ có lúc vùng đất đó nở hoa. Từ đường băng, vì một Việt Nam cất cánh sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những năng lượng tích cực, kết nối chúng ta với nhau, thức tỉnh chúng ta, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, biết tin yêu những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thế hệ trẻ chúng ta sẽ học được rất nhiều khi đứng trước những bước ngoặt của cuộc đời, trước những khó khăn, thử thách. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta dám sống và biết sống sao để không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Trong những ngày hè khi đang thực hiện các biện pháp chống dịch, chúng ta có thể tìm đọc sách ở các đường link thaihaobooks.com và link truy cập bản PDF của sách www.vtv.vn và www.facebook.com/vtvtôiyêu. Nhóm phi hành gia chúng mình xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có một mùa hè thật bổ ích. Và đừng quên tìm đọc và chia sẻ quyển sách quý giá này đến những người thân yêu của bạn nhé. Tạm biệt.